Tôi nghĩ là chúng ta nên... Tôi có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì thì đi ra ngoài nói đi. Đi ra ngoài chứ cho phiền phức. Tôi phải ly dị với cô. Tôi đã để cho anh đi với cô ta rồi mà. Sao anh còn nhất định phải tuyệt tình như vậy chứ? Đây không phải gọi là tuyệt tình, mà là dứt khoát. Anh đánh tôi sao? Cô tưởng còn lúc trước nữa hả? Nếu cô là một thằng đàn ông, anh cút đi. Nè, cô bộ nó đang có ý gì với cô đó? Có chỗ để nương tựa rồi ha. Buông tha cho tôi đi. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ly dị đâu. Tôi sẽ bám anh suốt cuộc đời. Tôi sẽ không để cho anh và cô ta được như ý đâu. Cô đứng lại. Cô đừng để tôi phải căm ghét cô như vậy. Mình ly dị đi. Tôi nói lại, tôi sẽ không ly dị. Không bao giờ. Đàn ông yêu bằng mắt và phụ nữ yêu bằng tay. Nhưng người phụ nữ ngược lại, họ đến với người đàn ông đó khi họ có tình cảm với người đàn ông đó cái đã. Cho nên người đàn ông ngoại tình thể xác thì nhiều hơn, còn phụ nữ ngoại tình trong tư tưởng thì rất là nhiều. Đó mới nguy hiểm đó, bởi vì tại sao mà phụ nữ một đi là không bao giờ trở về nhà đó. Vậy mình xin hỏi người phụ nữ mà rất là bức xúc về vấn đề ngoại tình cũng như là luôn luôn bảo vệ cái người đàn ông của mình á, thì Lê Phương có nghĩ rằng trong một cái giới hạn nào đó, trong một cái hoàn cảnh nhất định nào đó thì cái việc ngoại tình có thể tha thứ được hay không? Trời ơi, cái này rất nặng ấy chứ. Phụ nữ có thể tha thứ trong một cái giới hạn nào đó? Có. Và đã tha rất nhiều. Có thì hơi hơi bé hả? Có thì hơi hơi bé. Không có. Và tha rất nhiều. Nhưng quan trọng là người đàn ông nó không biết dừng. Phụ nữ nào thì cũng như Phương thôi, như Hương cũng vậy thôi. Có nghĩa là sao, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người vợ cũng sẽ tìm một cách để giữ chồng mình. Không có người nào mà chồng mình vừa phát hiện ra cái là thôi cắt đứt ly dị liền. Phương cam đoan điều đó. Đối với một người phụ nữ giống như Hương á, thì khi mà phát hiện ra chồng mình có vấn đề say nắng hoặc là thậm chí đã lầm lỡ với cái người phụ nữ khác đi chăng nữa, vẫn mở đường cho chồng về. Em mà chỉ cần mà ai mà lừa dối một lần thôi là em cho đi luôn, em không có lý do gì hết. Tại vì em phải hiểu rằng em không phải là mối quan hệ hôn nhân, mình đang nói về hôn nhân. Hôn nhân nó có rất nhiều ràng buộc. Nhưng mà trước khi mà chị có mối quan hệ hôn nhân, chị có là một người khác với lại cái người. Có nghĩa là em ý em muốn nói là trong thời gian yêu chị có bị như hay không? Có luôn, và chị cũng đã tha thứ luôn. Khi mà mình thương ai, mình có thể chấp nhận được cái điều tệ nhất của họ thì mình mới có thể ở bên cạnh họ được. Còn nếu mà mình cảm thấy mệt mỏi quá, cảm thấy không có vừa lòng mà mình cắt đứt ngay, thì sau này có những cái giống như cuộc đời nó có nhiều cái diễn biến, nó có nhiều cái bất trắc thì mình không thể nào đi cùng với họ được. Truy cập ngay kênh YouTube Giải Trí TV để xem đầy đủ talk show Gạo Nếp Gạo Tẻ Chuyện Nhà Gạo, và đừng quên tiếp tục đón xem những diễn biến mới nhất của bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh Giải Trí TV.